chào các bạn, mình là Thanh Bình, mình đến từ Đà Lạt. Hiện tại mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Tài chính Marketing, khoa du lịch. Mình vừa mới hoàn thành hồ sơ đi du học Úc và đã có visa. Mình đã làm được visa trong vòng 1 tháng rưỡi, rất là nhanh. Mình làm giấy tờ bên trung tâm, bao gồm các giấy tờ về hồ sơ tài chính của gia đình, của người bảo trợ tài chính. Mình làm các cái giấy tờ học tập như là bảng điểm của trường, sổ học bạ, các giấy khen, các cái giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, vân vân. Và mình chuẩn bị nó rất là nhanh và mình cảm thấy trung tâm làm cho mình rất là hài lòng. Và mình cảm thấy mình là người làm rất là may mắn vì vừa không phải phỏng vấn nữa và có được visa rất là dễ dàng. Và cảm thấy là việc đi du học Úc rất là thú vị. Mình chọn đất nước Úc bởi vì Úc là một quốc gia có nền kinh tế rất là tiên tiến, ổn định. Một cái đất nước có nền giáo dục cao và có được một cái môi trường rất là ổn định cho mình lựa chọn. Hơn nữa mình lại có một người thân ở bên Úc nữa, nên lựa chọn Úc là một lựa chọn mà mình cảm thấy là sáng suốt nhất. Mình qua Úc thì mình sẽ học trường đại học, mình sẽ học trường UIT ở bên Úc, và vẫn là chuyên ngành du lịch. Thì mình rất là yêu thích du lịch và mình đến từ Đà Lạt nên mình rất là muốn về phát triển quê hương của mình. Trường UIT của mình là một trường nằm ở trung tâm của Melbourne, thuộc bang Victoria. Thời trường có rất là nhiều ngành đào tạo và trường cũng là một trong top những trường có cái chất lượng đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn cao và đầu ra có việc làm ổn định. Trường được nằm ở trung tâm nên cái việc đi lại rất là thuận tiện cho các cái sinh viên và cũng là nơi có rất là nhiều sinh viên quốc tế theo học. Mình biết được dịch vụ qua Tân Đại Dương bởi các cái trang mạng xã hội, mình đọc các cái bình luận thông qua Facebook cũng như là hỏi các cái anh chị đi trước qua các cái trang Facebook như là hội những người thích đi du học và những người mà đã ở bên Úc qua Facebook để mình biết được trung tâm và chọn trung tâm làm địa điểm để mình làm hồ sơ. Khi mà sử dụng dịch vụ của Tân Đại Dương trong thời gian vừa qua thì em cảm thấy được là em làm hồ sơ rất là nhanh chóng. Vì ngày đầu tiên em đến em nộp phí, rồi ngày thứ hai thì em đã được nộp các giấy tờ, ngày thứ ba là làm bài kiểm tra và ngày thứ tư là phỏng vấn bên trường. Hồ sơ thì rất là nhanh, rất là dễ dàng. Và cảm giác là mọi người thì bảo là làm rất là lâu, mình làm 1 tháng rưỡi, rất là nhanh và không có gặp nhiều rắc rối gì hết. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Hương có hướng dẫn mình về các cái giấy tờ, thủ tục chuẩn bị đầy đủ, các cái học những cái phỏng vấn, về phỏng vấn với bên trường cũng như là phỏng vấn visa, với hướng dẫn về cách khám sức khỏe cũng như là cách làm sao mà khi mà có visa rồi thì chị cũng bốc vé máy bay cho mình và hỗ trợ mình trong việc khi mà đi qua đó thì về bảo hiểm thì chị cũng hỗ trợ rất là nhiều. Thì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, khi mà có được visa rồi thì mình cảm thấy rất là vui và mình khuyên các bạn là trước khi mà làm hồ sơ thì hãy đến với trung tâm để mà nghe tư vấn. Khi đó mình sẽ chuẩn bị một cách đầy đủ rõ ràng và không có phải đi qua đi lại nhiều cho nó khó khăn trong việc đi lại. Chuẩn bị đầy đủ thì mình sẽ làm rất là nhanh. Chúc các bạn thành công và gặp lại các bạn ở nước Úc xinh đẹp.